Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các quý anh tuổi Mậu Thìn. Chúc các quý anh có một năm bình an, vui vẻ, gặp nhiều may mắn và thành công. Sau đây mời các quý anh đón xem Tử Vi tuổi Mậu Thìn năm 2023 nam mạng, chi tiết chính xác nhất về các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, sao hạn Tử Vi từng tháng trong năm 2023, mời các quý anh cùng theo dõi. Bước sang năm Quý Mão 2023, tuổi Mậu Thìn 1988, Nam Mạng là 36 tuổi âm lịch và 35 tuổi dương lịch. Xét về ngũ hành, thiên can và địa chi. Xét về ngũ hành, tuổi Mậu Thìn Nam Mạng, thuộc mệnh Đại Lâm Mộc gặp năm 2023, mệnh Kim Bạch Kim, tương khắc, xấu, nhưng mối xung khắc này không quá mạnh. Dù có vất vả phấn đấu hơn người, nhưng cũng thu về thành quả xứng đáng. Thiên can, Mậu gặp năm quý, tương sinh, rất tốt, công việc làm ăn mở rộng, có quý nhân giúp sức. Tài lộc dư dôi, kiếm nhiều mà cũng tiêu nhiều, nhưng nhìn trung thu vẫn nhiều hơn chi. Địa chi, thìn gặp năm mão, lục hại, rất xấu, gia đình lục đục, làm ăn thất bát, con cái hay ốm đau bệnh tật, thậm chí nguy hại tới tính mạng. Sao chiếu mệnh, trong năm 2023, tuổi mậu thìn 1988, nam mạng bị sao mộc đức chiếu mệnh. Sao mộc đức là một phúc tinh thuộc hành mộc, chủ về sự an vui, hòa hợp trong năm gặp sao này thường gặp nhiều may mắn, có tài lộc, thăng tiến trong sự nghiệp, công việc kinh doanh rất thuận lợi, có thể kết giao được nhiều bạn bè tốt. Vận hạn, hạn huỳnh tuyền. Chủ về sức khỏe, bản mệnh sẽ thường gặp chứng đau đầu, chóng mặt, xây sẩm. Kinh doanh nên kiên kỵ đường thủy, để vẹn toàn thì không nên làm gì liên quan đến sông nước. Đặc biệt không được bảo chứng cho bất cứ ai vì ác sẽ nảy sinh chuyện bất lợi. Tử vi tuổi mậu thìn, nam mạng năm 2023, có phạm tam tai, Hoàng ốc, kim lâu, thái tuế không? Tam Tai năm 2023, Phạm Đại Kỵ Tam Tai, năm thứ hai. Hạn Hoang Ốc năm 2023, Phạm Hoang Ốc Tam Địa Sát, không nên xây nhà, sửa nhà trong năm này. Tuổi Kim Lâu năm 2023, không Phạm Kim Lâu. Thái Tuế năm 2023, không Phạm Hạn Thái Tuế. Tổng quan tử vi năm 2023, cho tuổi mậu thìn 1988, năm mạng bước sang năm Quý Mão 2023, nhìn chung thì tổng thể vận trình của quý anh tuổi Mậu Thìn tương đối lạc quan. May mắn trong năm này quý anh có được sao Mộc Đức và Thanh Long phù trợ nên năm Quý Mão đối với quý anh tuổi Mậu Thìn tương đối giàu có. Bản mệnh có cơ hội làm nên một gia tài, nhưng bạn cũng không nên quá tự hào về điều đó. Tuổi Mậu Thìn nam mạng bước sang năm Quý Mão 2023 là 36 tuổi, đang ở giai đoạn 2 của vận trình đời người tam thập nhi lập từ 30 tuổi trở đi lập thân, lập nghiệp, đã trụ vững, có nghề nghiệp, việc làm, có khả năng nuôi sống bản thân và gia đình, đã xác định vị trí của mình trong xã hội. Năm này, nam tuổi mậu thìn cũng sẽ gặp phải hung tinh hàm trì, có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của hôn nhân và tình yêu trong năm. Mặt khác, hạn huỳnh tiền cũng gây ra cho quý anh nhiều chứng bệnh, làm ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày. Xét về phương diện sự nghiệp của tuổi mậu thìn 1988, nam mạng, trong năm quý mão 2023 những người tuổi mậu thìn 1988, có sự phát triển sự nghiệp khá tốt trong năm quý mão 2023. Dưới sự ảnh hưởng của sao mộc đức và thanh long, bạn có khí chất hơn người, bản lĩnh, điềm tĩnh, quyết đoán, bạn càng lạc quan thì sự nghiệp của bạn càng phát triển trong năm nay. Đặc biệt, với những bạn nam tuổi mậu thìn sẽ có nhiều cơ hội nghề nghiệp trong năm 2023. Bản mệnh có nhiều cơ hội tốt để thăng quan tiến chức và tài lộc. Với những ai đang ấp ủ ý định khởi nghiệp trong năm này cũng khá phù hợp để bắt đầu tuy nhiên nên tiến hành từ quy mô nhỏ lẻ thăm dò thị trường một thời gian sau rồi mở rộng cũng chưa muộn cách làm chậm nhưng chắc sẽ mang lại hiệu quả cao những bạn làm đầu tư kinh doanh có cơ hội khá nhiều chỉ cần bạn thấy hứng thú là có thể đưa ra quyết định khá nhanh và dứt khoát dù có phải thay đổi công việc bản mệnh vẫn chấp nhận đánh đổi để chinh phục mục tiêu lớn hơn Tuy nhiên, với các bạn nam tuổi mậu thìn dù có vận số trong năm tốt nhưng không vì thế mà sinh ra kiêu ngạo, tự phụ, bạn cần khiêm tốn, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của mọi người, nhất là lãnh đạo hoặc tiền bối đi trước. Sau mục đức chiếu mạng thì có thể gặp chút trở ngại ở tiền vận, nhưng về cuối năm rất thuận lợi, an toàn. Xét về phương diện tài lộc của tuổi mậu thìn 1988, nam mạng, trong năm quý mão 2023. Bước sang năm quý mão 2023, đối với các bạn nam tuổi mậu thìn, về vận trình tài lộc cực kỳ tốt, bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền bất kể là chính tài hay thứ tài. Tài lộc của con giáp này do sự nghiệp thúc đẩy, nên người tuổi thìn có nguồn thu nhập rất ổn định. Thậm chí với bạn có thể nhận được phong bao lì xì hoặc quà tặng từ công ty. Với các bạn nam tuổi mậu thìn, có thể kiếm tiền một cách dồi dào trong năm này. Sự chăm sóc của thần tài mang đến cho bạn có những cách tốt để tích lũy về tiền bạc của cải và bản mệnh có thể tích lũy rất nhiều của cải trong năm này. Công việc được thuận lợi, tài lộc của bạn tuổi Thìn không ngừng khởi sắc rõ rệt. Cả chính tài và thứ tài đều tăng, những bạn làm kinh doanh, buôn bán có một năm bội thu về tài lộc, bản mệnh lại có lộc trời ban, mua may bán đắt một vốn bốn lời nên không phải lo về thu nhập. Xét về phương diện tình cảm của tuổi Mậu Thìn 1988, nam mạng trong năm Quý Mão 2023, Bước sang năm Quý Mão 2023, vận trình tình cảm của nam tuổi Mậu Thìn có thể gặp nhiều sóng gió. Bị ảnh hưởng bởi hung tinh Hàm Trì, Hoa Cái, năm nay bạn dao động tình cảm với đối tượng tương đối lớn. Mối quan hệ của bạn và người ấy có thể trở nên căng thẳng và sóng gió, thậm chí bạn có thể vướng phải tình cảm ngoài luồng do vướng phải vận đào hoa quá vượng. Không chỉ vậy, một số người tuổi Thìn còn phải chịu đựng sự dày vò của những mối quan hệ yêu xa. Điều này khiến mối quan hệ của bạn khá chắc trở. Những người tuổi Mậu Thìn có thể không thích hợp với tình yêu đơn phương trong năm nay. Bản mệnh nên tập trung nhiều hơn vào sự nghiệp và kiếm tiền sẽ tốt hơn. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Mậu Thìn 1988 nam mạng trong năm Quý Mão 2023. Theo tử vi tuổi Mậu Thìn nam mạng trong năm Quý Mão 2023 thì sức khỏe của bạn đang có dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng. Bị ảnh hưởng bởi hung tinh Thiên Không làm cho các bạn nam tuổi Mậu Thìn có thể gặp nhiều xui xẻo bản mệnh không những có thể lực kém mà còn thường xuyên ốm đau, sốt liên tục. Thậm chí bạn có thể gặp những tai nạn ngoài ý muốn. Sự ràng buộc của hạn huỳnh tiền chủ về bệnh tật, làm cho bạn tuổi mậu thìn, dễ mắc các bệnh đau đầu, chóng mặt, ảnh hưởng nhiều tới sinh hoạt hàng ngày. Sự quấy nhiễu của thiên không, làm cho bạn cần phải cẩn thận hơn. Đừng để sao hung tinh này gây nguy hiểm cho sự an toàn của bản thân. Về vấn đề sức khỏe, các bạn nam tuổi mậu thìn cần phải đặc biệt quan tâm, không nên chủ quan khinh suất. Cần chú ý áp dụng các biện pháp dưỡng sinh theo mùa để tăng cường sức khỏe, nên có chế độ dinh dưỡng cân bằng, hạn chế mua những đồ ăn chế biến sẵn, hạn chế ăn những đồ cay nóng, vị chua, không nên sử dụng các chất kích thích, khiến can khí vượng khắc chế tỷ khí, gây bất lợi cho sức khỏe. Đặc biệt, thầy ra các khuyên tuổi mậu thìn, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo, đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất thầy ra Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các bạn. Ngày, giờ xuất hành, tuổi sông đất tốt cho tuổi mậu thìn 1988, Nam mạng, trong năm quý mão 2023. Số của tuổi mậu thìn nam mạng, xuất hành vào giờ lẻ, ngày chẵn và tháng lẻ. Làm ăn, hùn hợp hay phát triển về sự nghiệp, sẽ gặp nhiều may mắn, được xuân sẻ, thuận lợi, thu về nhiều thắng lợi to lớn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Ngày mùng một Tết Dương lịch chủ nhật ngày 22 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023, tức ngày canh Thìn, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Giờ xuất hành tốt cho tuổi Mậu Thìn, nam mạng. Giờ canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, tốt nhất là 7 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho tuổi Mậu Thìn, nam mạng. Xuất hành theo hướng Tây Bắc để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm xuất hành theo hướng Tây Nam, để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết. Dương lịch thứ hai, ngày 23 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2023 tức ngày Tân Tỵ, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành, hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, nên chọn giờ hoàng đạo và hướng tốt trong ngày. Hướng tốt trong ngày, thì thần và tài thần, hướng Tây Nam ngày mùng 3 Tết, dương lịch thứ ba, ngày 24 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2023, tức ngày nhâm ngọ, tháng giáp dần, năm quý mão. Giờ xuất hành tốt cho tuổi mậu thìn, nam mạng. 7 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho tuổi mậu thìn, nam mạng. Xuất hành theo hướng chính nam, để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm xuất hành theo hướng chính Tây, để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Tuổi sông đất hợp với gia chủ tuổi mậu thìn 1988, Nam Mạng, trong năm quý mão 2023. Dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi mậu thìn. Điều này nhằm mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới sông đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà bạn nhận được càng nhiều cần kiêng những người nhà đang có tang hoặc phụ nữ đang mang bầu để tránh âm khí. Tuổi sông đất tốt nhất cho gia chủ tuổi mậu thìn 1988, năm mạng, trong năm quý mão 2023, là tuổi bính tý sinh năm 1996. Điều này được lý giải như sau. Mệnh của tuổi, đại lâm mộc gặp dáng hạ thủy, tương sinh, rất tốt. Thiên can, mậu gặp bính, bình hòa, tốt. Địa chi, thìn gặp năm tý, tam hợp, rất tốt. Cung diêm niên, mệnh của năm bình hòa, rất tốt. Ngoài ra gia chủ tuổi Mậu Thìn, Nam Mạng, trong năm Quý Mão 2023, cũng có thể chọn tuổi Tân Dậu 1981 để sông đất. Trong năm Quý Mão 2023, tuổi Mậu Thìn 1988, Nam Mạng, cần đặc biệt chú ý tới hạn huỳnh tuyền và sao mục đức chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn huỳnh tuyền đối với tuổi Mậu Thìn 1988, Nam Mạng. Nhắc đến hạn huỳnh tuyền, sách thời xưa có câu cửa miệng huỳnh tiền bệnh nặng nguy vong, tam kheo đau mắt, đề phòng tay chân. Người gặp hạn huỳnh tiền có thể bị mắc chứng bệnh, đau đầu, chóng mặt, mặt mũi xây sầm, đau người, sức khỏe suy giảm, làm ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày. Về làm ăn, nếu kinh doanh, buôn bán bằng đường thủy, đường sông nước sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Nhìn chung tất cả công việc liên quan đến đường thủy, đường sông nước thì bản mệnh không nên tham gia, dù ít hay nhiều cũng có thể để lại hậu quả khôn lường. Về cuộc sống, nếu việc đứng ra làm chứng hay chứng nhận công việc gì, hoặc cho ai đó, dễ mang họa, gặp nhiều chuyện bất lợi. Hạn huỳnh tiền đồng nghĩa với suối vàng, âm phủ, cõi chết, nên cần hết sức giữ gìn phòng tránh tai nạn đột ngột hoặc bệnh tật hiểm nghèo. Có bốn điều cần biết để vượt qua hạn huỳnh tiền đối với quý anh tuổi mậu thìn 1988. Vốn huỳnh tiền là đại hạn chủ về sức khỏe, vì vậy khi gặp hạn này cần chú ý hơn về mặt sức khỏe của mình thứ nhất về sức khỏe bản mệnh gặp hạn này nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi chăm sóc sức khỏe bản thân sau đó cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý thứ hai công việc làm ăn người gặp hạn huỳnh tiền cần tránh làm ăn xa nhà nhất là những việc liên quan đến sông nước tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy không may tai nạn bất ngờ xảy ra làm nguy hại đến tính mạng thứ ba đặc biệt trong cuộc sống người gặp hạn huỳnh tiền không nên bảo chứng cho bất cứ ai kể cả người quen biết không may tai bay vạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì sức khỏe bị nguy hiểm. Thứ tư, nguyên tắc chung của việc giảm thiểu nguy cơ, tăng cường may mắn và sức khỏe đó là tu nhân tích đức, làm nhiều việc thiện, việc này không cần gặp hạn mới thực hiện mà nên thực hiện đều đặn, thường xuyên để bồi đắp nền tảng gốc rễ của phúc đức vận may cho mình. Quý anh tuổi Mậu Thìn, trong năm Quý Mão 2023 cũng cần chú ý đến sao Mộc Đức chiếu mạng. Sao Mộc Đức là một phúc tinh thuộc hành Mộc hướng tới sự an vui, hòa hợp trong năm gặp sao này thường gặp nhiều may mắn có tài lộc thăng tiến trong sự nghiệp công việc kinh doanh rất thuận lợi có thể kết giao được nhiều bạn bè tốt với bản chất là phúc tinh nên sao này tốt cho cả nam và nữ về đường công danh mệnh chủ gặp sao này dễ gặp quý nhân phù trợ có bạn bè mới sự nghiệp nhiều cơ hội thăng tiến thu nhiều tài lộc với người đang đi học năm này sẽ đánh dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp học tập gặp được thầy giỏi bạn tốt và gặt hái được thành tích cao từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Sao Mộc Đức là phúc tinh nên cần làm lễ nghênh sao, hóa giải vận hạn, mong muốn tránh được rủi ro để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống và gặp nhiều may mắn. Vận trình từng tháng của tuổi Mậu Thìn 1988 nam mạng trong năm 2023. Được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích vận trình tháng 1 âm lịch 2023, đối với tuổi mậu thìn 1988, nam mạng. Quý anh tuổi mậu thìn 36 tuổi, có tài lộc rất dồi dào trong tháng đầu tiên của năm quý mão. Bạn được bao quanh bởi nguồn năng lượng tích cực của tháng Tết nguyên đán, nhiệt huyết của những người tuổi thìn tương đối cao trong tháng này. Bất kể đối với quý anh làm gì trong cuộc sống, bạn đều tràn đầy tinh thần chiến đấu và niềm đam mê, nên mọi việc thường dễ dàng hơn. Bản mệnh nhận được kết quả gấp đôi chỉ với một nửa nỗ lực. Trong tháng này các cặp vợ chồng lưu ý một chút, không nên, hành sự, phóng túng, tổn hao tinh lực. Mùa xuân dương khí vượng, nhu cầu tình dục tăng cao. Nếu không có sự tiết chế nhất định, rất dễ bị mệt mỏi, quể oải ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Vận trình tháng 2 âm lịch 2023, đối với tuổi mậu thìn 1988, Nam Mạng. Trong tháng này về phương diện tài lộc và sự nghiệp của các quý anh tuổi mậu thìn ở mức trung bình, hầu hết tình trạng công việc của bạn vẫn ổn định. Nhưng vận trình tình cảm của quý anh lại có sự xa sút rất mạnh. Do bị ảnh hưởng bởi hung tinh Hàm Trì, Hoa Cái, một số bạn yêu xa hay phải công tác xa, vấp phải nhiều trở ngại trong chuyện tình cảm. Lòng tin bị giảm sút mạnh mẽ, đôi bên thường nảy sinh nghi ngờ lẫn nhau, khiến tình cảm riêng tư trở nên nhiều sóng gió hoặc có khả năng tan vỡ. Một số bạn không tránh khỏi vướng phải tình cảm ngoài luồng. Vận trình tháng 3 âm lịch 2023 đối với tuổi Mậu Thìn 1988, năm mạng Đối với quý anh tuổi Mậu Thìn độc thân, về diễn biến tình cảm của bạn trong tháng này cũng tương đối ỉ ạch. Khi sức mạnh của Hàm trì tiếp tục ảnh hưởng đến sự phát triển của hôn nhân và tình yêu của bạn. Nhiều bạn độc thân có thể bị vướng vào đào hoa xấu, nhiều khi bạn rơi vào tình huống khiến bản thân cảm thấy rất xấu hổ và thất vọng trong các mối quan hệ của mình. Vì vậy, với quý anh tuổi Mậu Thìn hãy cố gắng đừng để xảy ra chuyện tình cảm đơn phương trong tháng này. Đặc biệt là khi kết bạn với người khác giới, hãy luôn tỉnh táo, cảnh giác và đừng quá cả tin vận trình tháng tư âm lịch 2023, đối với tuổi Mậu Thìn 1988, năm mạng. Bước sang tháng tư âm lịch, quý anh tuổi Mậu Thìn không bị các hung tinh quấy dày, nên vận trình tài lộc hầu hết đều ở trạng thái tương đối ổn định. Tuy nhiên, trong tháng này do ảnh hưởng của yếu tố thời tiết nên tinh thần của bạn không được lý tưởng cho lắm. Điều này khiến cho quý anh tuổi Mậu Thìn dễ bị phân tâm hoặc lơ đễnh trong công việc. Và tài vận của bạn có thể sẽ dậm chân tại chỗ khi bị ảnh hưởng bởi trạng thái này vận trình tháng 5 âm lịch 2023, đối với tuổi Mậu Thìn 1988, Nam Mạng. Sang tháng 5 âm lịch, quý anh tuổi Mậu Thìn có những mối quan hệ xã giao được cải thiện đáng kể. Với bạn đang được sự trợ giúp của sao may mắn Thiên Phúc và Thanh Long, bản mệnh may mắn gặp được nhiều quý nhân trong đời. Việc kinh doanh buôn bán diễn ra thuận lợi, giúp cho bạn thu về không ít lợi nhuận về hầu bao của mình. Đặc biệt, một số bạn có cơ hội gặp được quý nhân phù trợ rất lớn nếu có thể nhân cơ hội này để mở rộng quan hệ xã giao, thì sự phát triển sự nghiệp của bạn cũng dự kiến có thể bứt phá hơn nữa trong tương lai của mình. Vận trình tháng 6 âm lịch 2023, đối với tuổi mậu thìn 1988, năm mạng. Vận trình sự nghiệp của quý anh tuổi mậu thìn trong tháng này cũng rất tốt. Chịu ảnh hưởng của quan phù, đế vượng, là những cát tinh mang lại cho bạn có nhiều sự may mắn, do vậy tháng này quý anh tuổi mậu thìn có rất nhiều cơ hội việc làm với các bạn làm trong các doanh nghiệp nhà nước có cơ hội được điều động đi công tác nơi khác vì được công ty ưu ái. Nếu với bạn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ công ty giao phó, thì tháng này với quý anh sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến, và có cơ hội được thăng chức lên cấp trên. Vận trình tháng 7 âm lịch 2023, đối với tuổi mậu thìn 1988, năm mạng. Bước sang tháng 7 âm lịch, quý anh tuổi mậu thìn có vận trình tài lộc khởi sắc đáng kể. Được sự trợ giúp của các tinh thanh long, nhiều bạn trở nên rất giàu có trong tháng này. Vận may của bạn đã hoạt động đang khá tốt, về thu nhập tài chính, bản mệnh có cơ hội được tăng lương do phát huy tốt những khả năng mình có tại công ty. Ngoài ra, rất may mắn bạn có thể thu được nhiều lợi nhuận nhờ quản lý tài chính. Tuy nhiên, mặc dù tháng này người tuổi Thìn phát triển rất tốt nhưng bạn cũng không nên chi tiêu quá tay trong cuộc sống hàng ngày, nếu không sẽ dễ ảnh hưởng đến tài lộc. Vận trình tháng 8 âm lịch 2023 đối với tuổi Mậu Thìn 1988 nam mạng sang tháng 8 âm lịch về phương diện sức khỏe của quý anh tuổi mậu thìn giảm sút đáng kể. Do bị ảnh hưởng bởi hung tinh thiên không và ảnh hưởng của thời tiết khô và nóng, một số người tuổi thìn có thể gặp một số vấn đề khó chịu hoặc chóng mặt thể chất không được tốt. Đặc biệt với quý anh tuổi mậu thìn cần chú ý tới vấn đề ăn uống, ăn quá nhiều thức ăn sống và đồ lạnh có thể làm trầm trọng thêm tình trạng dạ dày của bạn. Vì vậy, quý anh tuổi mậu thìn chú ý giữ gìn sức khỏe của bản thân đồng thời trong khẩu phần ăn hàng ngày của quý anh tuổi mậu thìn phải đều đặn, thường xuyên, không nên ăn quá no, hoặc để bụng quá đói, hoặc ăn quá nhiều đồ lạnh, nếu không sẽ làm sức khỏe của bạn giảm đi trông thấy. Vận trình tháng 9 âm lịch 2023, đối với tuổi mậu thìn 1988, Nam Mạng. Về vận trình tài lộc của quý anh tuổi mậu thìn trong tháng 9 khá tốt. Tại thời điểm này, mối quan hệ xã giao của bạn khá hài hòa vì thế công việc của bạn tương đối dễ dàng và bạn có nhiều thời gian hơn để đồng hành cùng gia đình. Vì vậy, thông qua giao tiếp hàng ngày, bản mệnh có thể tạo nên những bước tiến mới trong mối quan hệ gia đình. Mọi người đều quan tâm và thấu hiểu lẫn nhau, gia đạo rất hòa thuận. Vận trình tháng 10 âm lịch 2023 đối với tuổi Mậu Thìn 1988 năm mạng. Với quý anh tuổi Mậu Thìn trong tháng này có nhiều cải thiện về vận trình tình cảm của mình. Với sự phù hộ của các cát tinh thiên hỷ, thiên phúc, một số con giáp tuổi độc thân sẽ tỏa sáng trong tháng này. Thậm chí bạn sẽ có rất nhiều cơ hội để thoát khỏi cảnh độc thân. Vì vậy, nếu những người tuổi Mậu Thìn đang có ý định yêu, bạn cũng có thể thử xem. Biết đâu bạn thực sự có thể gặp được định mệnh của đời mình. Vận trình tháng 11 âm lịch 2023 đối với tuổi Mậu Thìn 1988 năm mạng. Khối lượng công việc của quý anh tuổi Mậu Thìn trong tháng này tăng lên đáng kể. Năm mới đang đến gần, công ty sẽ giao cho bạn nhiều nhiệm vụ và công việc hơn. Do đó, với quý anh có vẻ bận rộn và bạn cần phải giải quyết nhiều công việc cùng một lúc. Điều này có thể khiến cho quý anh tuổi mậu thìn có phần hơi nóng nảy, nhưng suy cho cùng đó là nhiệm vụ được xếp giao cho bạn. Bản mệnh không nên cáu gắt quá, mà nên đối xử tốt với công việc, điều chỉnh tâm lý và làm việc chăm chỉ sẽ tốt hơn. Vận trình tháng 12 âm lịch 2023, đối với tuổi mậu thìn 1988, năm Mạng. Tài lộc của quý anh tuổi mậu thìn đang có điểm báo sẽ xa suốt hơn trong tháng này. Bị ảnh hưởng bởi thời điểm cuối năm, một số bạn có thể bắt đầu chuẩn bị hàng Tết. Việc này cũng đòi hỏi bạn phải chi tiêu khá nhiều, vì thế mà người tuổi Thìn có thể sẽ gặp một số rắc rối về tài chính do quá tay chi phí trong tháng này. Vì vậy, với quý anh tuổi Mậu Thìn khi mua sắm đồ Tết trong tháng này, không nên quá xa hoa, lãng phí nếu không có thể làm suy yếu tài vận của bản thân. Trên đây là toàn bộ thông tin về tử vi của tuổi Mậu Thìn, nam mạng 1988. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các bạn an tâm hơn phần nào cho những dự định trong năm sắp tới của mình chúc các bạn bình an may mắn hạnh phúc và thành công xin chào và hẹn gặp lại